mất 1.5 năm không quay về Canada được. Và trong thời gian đó, khi Covid tới thì quý vị thấy sao ạ? Chúng ta không mong chúng ta có nhiều tiền nữa, mà chúng ta chỉ mong mỗi sáng thức dậy chúng ta còn hơi thở, còn sống động là chúng ta đã dâng lời cảm tạ Chúa rồi, đúng không ạ? Đôi khi trong những hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta lại thấy rằng là càng muốn được gần Chúa nhiều hơn. Là một lần có Chúa trong tâm hồn, là một lần lòng con hoan vui. Một lần có Chúa trong đời, là từng ngày lòng con thánh cười. Tình Chúa bao la hơn đàn sư thấm sâu, lòng Chúa khoan dung con tội vẫn luôn nhớ, là bước bao năm con cách xa ngài ngày, giờ con được tình yêu ngài đổi mới. Lời chúc trong tim con nguyện luôn khắc ghi, tình Chúa ban cho không gì cao quý hơn, vui xin Cha tha thứ bao lỗi lầm. Xin Cha xót thương nâng đỡ con theo ngài. Hơn những ai bên ngoài, hãy đến cùng với Cha, từ chân chờ chi nữa, tình ngài luôn rộng mơ. Tình Chúa bao la hơn đại dương thắm sâu, lòng Chúa khoan dung con tội con thương nhớ, và bước bao năm con cách xa nhà ngài, giờ con được tình yêu ngài đổi mới. Lời Chúa vang lên, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của ngài, thì ngài sẽ ban cho con mọi điều khác nữa. Lời Chúa trong tim con nguyện luôn khắc ghi, biết Chúa yêu thương xoa dịu mọi bao nỗi đau, lòng muốn xin Cha tha thứ bao lỗi lầm, xin Cha xót thương nâng đỡ con theo ngài. Những ai chưa biết Chúa trước đây, quý vị cũng đã biết rằng là chúng ta luôn muốn tìm kiếm rằng là đời sống chúng ta sau này đi về đâu, sau này sẽ có được những cái điều gì, chúng ta ao ước những điều đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, như khi Hoàng Nam được biết Chúa, được tin nhận Chúa Giêsu và biết được tình yêu của Chúa đó, và câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 và vừa rồi trong bài hát đã vang lên rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của ngài, thì ngài sẽ ban cho con mọi điều khác nữa. Amen. Hallelujah. Wow, Hoàng Nam cũng chợt nhận ra rằng là trước đây mình chỉ tìm kiếm tiền này, mình tìm kiếm mỗi lần mình cầu nguyện Chúa. Hoàng Nam 5 năm đầu tin Chúa, Hoàng Nam đến nhà thờ chỉ nhìn Chúa từ xa thôi quý vị. Đi nhà thờ hát ca ngợi Chúa như vậy, nhưng Hoàng Nam thực sự không có Chúa. Hoàng Nam chỉ đến để nhìn xem là cô này có mặc áo gì, anh này hôm nay mới mua xe mới, hay là ba thực phượng này hát dở quá, hay là ông kia này khang tiếng mà nói nhiều thế. Đạo là mình xem những cái để mình chỉ trích, mà mình không nhìn thấy được sự khích lệ anh chị em mình tin Chúa, nhưng mà chỉ nhìn Chúa từ xa và không cảm nhận được sự ngọt ngào khi có Chúa. Khi chúc Chúa thực sự kinh nghiệm Chúa, Hoàng Nam tìm kiếm Chúa trước tiên và nói với Chúa rằng là: Chúa ơi, xin Chúa sử dụng đời sống của con để kết quả cho Chúa và cho nhiều người được biết Chúa. Và cũng từ lúc đó Chúa đã cho Hoàng Nam được gặp bà xã của Hoàng Nam và Thi Nà ở Canada. Đó là một cái phước rất lớn mà Chúa cho, bởi vì mình gặp một người vợ, mình không biết là người vợ đấy có yêu mến Chúa giống mình không.
và đang cầu nguyện Chúa, xin Chúa điều đó, nhưng gặp Tina lại là một người không biết Chúa trước đây, quý vị, và còn hơi chống đối của Chúa nữa. Nhưng tạ cả Chúa bởi lời cầu nguyện, bởi sự thương xót của Chúa, Chúa cho Tina được tin nhận Chúa, được biết Chúa, được Chúa biến đổi, và Chúa ban cho một giọng hát để hai vợ chồng được cùng nhau đi ca ngợi Chúa như bây giờ. Phước hạnh quá, đúng quý vị, cảm tạ Chúa vô cùng. Tina thì điều buồn nhất trong đời sống Tina trước khi tin Chúa là Tina bị trầm cảm rất là nặng. Có nhiều người nhìn Tina, thấy Tina hiên trọc vui cười và lúc nào cũng vui tươi, hay là họ nói với Tina nếu ai đi chung thấy hai em một cặp vợ chồng thích giỡn và vui tính, và không bao giờ nghĩ rằng là đời sống hai em trước đây có những cái nỗi buồn như vậy. Nhưng mà Tina thì sinh trong một gia đình không được trọn vẹn, và ba mẹ Tina đã chia tay lúc Tina còn rất là nhỏ, cho nên Tina với các em đã đi ở chung và sống với ba từ lúc bé. Và đó là cái nỗi buồn trong đời sống Tina. Và khi Tina lớn lên, Tina bị trầm cảm rất là nặng. Tina cũng có những lúc mà muốn kết thúc đời sống của Tina. Tina đã viết một cái lá thư để chia tay với gia đình và bạn bè khi Tina 20 tuổi, mười mấy và đến lúc Tina học đại học. Cho nên là Tina có nhiều cái nỗi buồn và trầm cảm trong đời sống, và Tina thấy rằng là đời sống không có ý nghĩa và không có bất cứ điều gì có thể làm cho Tina được vui trong đời sống. So before I became a Christian, the most saddest thing in my life, the darkest time in my life, was when I struggled with depression. Depression and suicide that made me feel like I was at the rock bottom. I had no hope. There were times where I even wrote goodbye letters to my family, my siblings, my friends, and the people around me, because I felt like my life was not worthy and that I had nothing left in my life. And I didn't believe that anyone could change my life and make me a happy person. I did not have peace. Tina không có được sự bình an trước khi tin Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã đem Nam đến và chia sẻ về Chúa cho Tina. Và Tina cũng có phần chống đối khi nghe về Chúa. Tina đặt nhiều câu hỏi lắm, và Tina nói rằng là em không có tin là Chúa có thể biến đổi được đời sống em và cho em trở thành một người vui tươi và có sự bình an thật. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời là không có điều gì quá khó với Chúa. Không có điều gì quá khó với Chúa, và Chúa đã biến đổi đời sống Tina và cho Tina kinh nghiệm được tình yêu thương của Chúa một cách vô điều kiện. Và Tina cảm nhận được là Chúa yêu thương Tina thật. Và Tina thấy rằng là đời sống Tina vui nhất bây giờ là từ một người trầm cảm và không có tương lai và tuyệt vọng, nhưng mà Chúa cho Tina trở thành một người ambassador, một người đại diện cho Chúa, một người được kinh nghiệm và rất là tự tin để chia sẻ về tình yêu thương của Chúa, vì tình yêu thương của Chúa và sự cứu rỗi của Chúa là có thật. Và Hà Nam và Tina là những người kinh nghiệm được điều đó. I just want to thank God that ever since I've accepted Jesus into my life, He's my Savior. And from being someone who struggled with severe depression and suicidal thoughts growing up all the way from my teens to university years, I thank God so much for His unconditional love and for the day where now my husband has shared about God to me. And ever since God has saved me, has changed my life, He changed someone from rock bottom, from someone with no hope, no future, into someone who's truly confident and believes that God is my everything, and that God can change everything in my life, no matter how much we struggle in our life with depression, suicide, or addiction, or anything that we're going through. Nothing is impossible for God to turn around, to change your life around, and to make you someone that is truly loved and has true peace and confidence in this life. And I truly praise my Heavenly Father for that. Shoot.
nó nghĩ là chắc là tất cả quý vị ở đây ai có gia đình, mà nhất là chúng ta ở trong Chúa, chúng ta sẽ thấy một điều rằng là một gia đình mà đặt Chúa làm chủ, một hôn nhân mà đặt Chúa làm chủ sẽ là một hôn nhân bền vững. Vợ chồng Hoàng Nam nói thật, nếu như không có Chúa thì chỉ sau 6 tháng đầu đã chia tay nhau luôn rồi quý vị. Bởi vì cô này có sinh ra và lớn lên tại Canada và người Việt lai Pháp. Quý vị biết là con cái quý vị sinh ra ở đây khác hoàn toàn với chúng ta sinh ở Việt Nam. Hoàng Nam sinh ra và lớn lên tại Việt Nam và Hoàng Nam hơn Ti Nà 13 tuổi. Thế nên chính vì thế... Quý vị biết đâu, cái mà em thấy được nhất đó là trước khi tin Chúa trông em già lắm, mà sau khi tin Chúa em trẻ hơn. Không quý vị nào nghĩ năm nay em 47 tuổi không ạ? Dạ, 3 năm nữa em 50 rồi. Nhưng mà đó là cái điều mà em cảm tạ Chúa, là khi mình có Chúa mình thấy đời sống mình tươi vui, mình hạnh phúc, và mình thấy được cái phước hạnh của Chúa tuôn đổ cho đời sống mình. Và phải nói rằng là tụi em khác biệt nhau, phải nói là 100% luôn đó. Tin là thích ăn đồ Tây, còn em thì thích ăn bún mắm. Nên là thành ra là cái gì nó cũng không có giống nhau. Và nói chuyện văn hóa cũng khác nhau. Nhưng mà cảm tạ Chúa, khi mà tụi em có Chúa đứng ở giữa thì tụi em luôn nắm tay nhau cầu nguyện Chúa. Xin Chúa chỉ dẫn cho chúng con cái cách để chúng con biết yêu thương, cách để chúng con gần gũi nhau ra làm sao. Và mỗi người phải tự hạ cái level của mình xuống một tí để mà hòa hợp được với nhau. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa còn dạy một điều nữa là tụi em luôn áp dụng là không được giận nhau cho đến khi mặt trời lặn. Nên là giận nhau thế nào đến tối chiều tối là nắm tay nhau cầu nguyện Chúa, rồi nói ra những điều trong lòng mình suy nghĩ. Tụi em luôn nói được với nhau những cái mà mình cảm thấy chưa hài lòng về người phối ngẫu của mình, để mà chúng ta học tập cái cách để thay đổi và nhờ cậy Chúa. Nói thật, bản tính của em ca sĩ, rồi em là người bắp ra trưởng lắm, bảo em tự thay đổi em chắc là never, không bao giờ. Thế nên là cảm tạ Chúa, khi có Chúa thì em nhờ cậy Chúa để thay đổi, để được biết cái cách để được yêu thương và học theo cách Chúa Giêsu yêu thương mọi người như Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện. Chính vì thế vợ mình phải yêu thương gấp đôi người ngoài đường, đúng không ạ? Cảm ơn Chúa. Và điều quan trọng hôn nhân của tụi em đó chính là có Chúa làm chủ và Chúa ban phước thì hôn nhân. Cảm ơn Chúa, là vì lúc khi nào mới tin Chúa thì anh em cũng phải cai và thúc đẩy hướng dẫn Chúa rất là nhiều trong lời Chúa và trong các cầu nguyện. Cho nên lúc nào mà lúc mới tin Chúa, lúc nào anh cũng lúc mà hai vợ chồng em giận nhau thì anh em cứ nói là không được giận nó mặt trời lạnh. Chúa nói trong Kinh Thánh á, phải đọc Kinh Thánh. Rồi khi nắm tay cầu nguyện thì hoặc khi em mới thấy rằng là đúng là tuyệt vời khi mình có Chúa khi trong một hôn nhân. Tại vì khi mà mình giận nhau mình dễ giận rồi ngủ phòng riêng, hay là bắt đầu ngủ dưới đất trên salon, right? Em có một quy định là giận nhau cỡ nào cũng phải nằm bên cạnh nhau trên giường chứ không được ra salon cùng. Rồi khi mà mình không tin Chúa thì khi mình giận mình build up, mình trồng chất những cái nỗi buồn hay những cái điều giận trong lòng. Nhưng mà khi mình dâng cho Chúa, mình cầu nguyện với Chúa trước khi đi ngủ thì Chúa cất đi những điều đó và Chúa cho mình có được sự nhẹ lòng, mình thoải mái và mình thấy rằng là Chúa rất là yêu thương và Chúa đã kết hợp. Và hai em đi hát rất là nhiều nơi và gặp rất là nhiều nghệ sĩ bên ngoài, và họ thấy hai em mà họ không có tin mà hai em là một cặp vợ chồng của Chúa. Họ nói rằng là cặp vợ chồng thì sao mà khi đi hát thì không có ghen nhiều lắm, rồi người kia người nọ thích nhau, hay là một cặp vợ chồng đi như là một cặp vợ chồng nghệ sĩ rất là khó mà được bền vững hay lâu dài. Nhưng mà hai em nói với họ rằng là đó là cơ hội để hai em được làm chứng về Chúa, là hai em có Chúa kết hợp hai em, và hai em tin rằng là nếu mà ai muốn chia rẽ hai em cũng không thể nào được nếu mà hai em đặt Chúa đi đầu. Vậy nếu Chúa đã kết hợp thì không có ai phân chia được hết. Và cảm ơn Chúa đã tạo các cơ hội, nhiều cơ hội để họ nói chia, không có đi một mình nhưng mà được đi cùng với nhau như chị Hương đang là đi đâu thì đi chung. Nhiều cảm ơn Chúa đã nắm tay một sư, một sư những anh chị em trong Chúa tại đây. Khi mà Chúa đụng vào lòng Nam với Công Thánh Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33, để Hoàng Nam biết tìm kiếm Chúa trước, thì trong cái buổi hôm đó là Hoàng Nam học lời Chúa tại Canada lần đầu tiên, được mời qua Canada 2011 vào tháng 10. Hoàng Nam học lời Chúa của các anh chị em vào tối thứ tư hàng tuần, thì bỗng nhiên lần Chúa đụng vào lòng Hoàng Nam. Và Hoàng Nam bước sau khi học xong buổi học Kinh Thánh đó, Hoàng Nam quỳ gối trong phòng ngủ của mình
và đến với Chúa, ăn năn với Chúa là Chúa ơi, 5 năm vừa qua con đi theo Chúa nhưng con không thật sự tìm kiếm Ngài, xin Chúa tha thứ cho con. Và giờ đó Chúa nhắc nhở Hanan rằng hãy dâng tất cả những tội lỗi của con cho ta. Hanan cũng thắc mắc với Chúa là lúc nào cũng cầu nguyện tha xin Chúa tha thứ con, điều đó là xin Chúa tha cho tất cả tội lỗi của con rồi cơ mà. Nhưng mà Chúa nhắc còn đang rằng là họ đang có những tội lỗi gọi là sống để buộc, chết mang theo, dứt khoát không chịu nói với Chúa, không chịu trình dâng lên Chúa một cách minh bạch mỗi khi họ đang cầu nguyện với Chúa. Họ đang nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có những tội lỗi cá biệt như thế trong đời sống của mình, và chúng ta nghĩ rằng là chắc là con không cần nó, thì Đức Chúa Trời cũng biết hết cả rồi, vì Ngài là đấng toàn năng mà, Ngài cai trị thế giới này, con chưa cần nghĩ Ngài đã biết rồi mà. Thôi con nói ra làm gì, nó dơ dáy, nó tội lỗi, nó xấu xa lắm, con nghĩ thế thôi, con không dám nghĩ rồi, làm sao con dám chỉnh lên cho Chúa. Nhưng mà Chúa muốn cứu Hoàng Nam, Chúa muốn Hoàng Nam dâng chỉnh Chúa một cách minh bạch những tội lỗi của mình, chỉ riêng với Chúa thôi, để Chúa là đấng thành tín xóa hết những tội lỗi đó, để chiếc ống dẫn phước hạnh mà trước đây Chúa muốn được tuôn đổ trên đời sống Hoàng Nam được khai thông, không còn một tội lỗi nào ngăn trở, cái cặn nào dính trong đó nữa, để mà Chúa tuôn đổ cái phước hạnh đó qua cái ống dẫn đó. Và cả Chúa Hoàng Nam nghe lời Chúa dâng cho Chúa từng tội của mình. Quý vị đừng hỏi Hoàng Nam là tội gì dâng, nói ra cho biết nha. Hoàng Nam không nói được đâu, bởi vì chỉ dám nói với Chúa thôi. Và chúng ta cũng vậy, hãy đóng cửa phòng lại, quỳ gối xuống với Chúa và dâng trình một cách minh bạch với Ngài, để rồi lúc đó quý vị sẽ kinh nghiệm một điều rằng là tại sao chúng tôi 30 năm nay tôi không tin gần Chúa, sao tôi thấy cầu nguyện Chúa chúng tôi ở xa xa. Hãy dâng cho Chúa một cách minh bạch và Ngài sẽ đẹp lòng. Chúa nói rằng hãy đến gần Ngài thì Ngài sẽ đến gần anh em của Ngài, và hãy hạ mình trước Chúa thì Chúa sẽ nâng chúng ta lên. Chính vì thế quý vị hãy nghe lời Chúa, vâng lời Chúa, và đời sống chúng ta sẽ được biến đổi và Hoàng Nam là một minh chứng cho điều đó. Khi mà Hoàng Nam dâng lên Chúa mọi tội lỗi thì Chúa thay đổi Hoàng Nam, đi đâu cũng muốn được nói về Chúa, và đời sống của mình lúc nào cũng ấm áp tình yêu thương, muốn được chia sẻ với mọi người. Đến nỗi những người bạn Hoàng Nam nói là mày nói về Chúa nhiều quá, tao nghĩ là mày chơi với tao chỉ để nói về Chúa này có mục đích gì, chứ không phải là mày thực sự là muốn chơi với tao như một người bạn. Đúng, tôi chơi bạn như một người bạn, và chính vì yêu thương bạn nên tôi mới chia sẻ về Chúa cho bạn. Và chính Tina cũng là một điển hình nữa. Khi Hoàng Nam đang nóng cháy nhất 2012 gặp Tina, thì Hoàng Nam ngày buổi hẹn đầu tiên tại bờ biển, thay vào những lời nói ngọt ngào của những cặp đôi trai gái ngày đầu yêu nhau, thì em luôn tin Chúa, Chúa phước hạnh lắm, Chúa tuyệt vời lắm, Chúa sẽ làm biến mất tất cả những cái lo âu buồn khổ của em. Chúa làm điều đó, chứ không phải Hoàng Nam muốn, vì Hoàng Nam thấy rằng cô gái này có quá nhiều nỗi đau, nhìn cô bề ngoài như vậy nhưng cô có quá nhiều nỗi đau khổ trong lòng, và chỉ có Chúa mới làm được điều đó. Chúa đã làm được trên đời sống của mình, chắc chắn Chúa sẽ làm trên đời sống của Tina và tất cả mọi quý vị nữa. Ngợi khen Chúa, Alleluia. Alleluia. Thật ra là khi mà anh Hân, mục sư Hân mời chia sẻ, thì chúng con nói là chia sẻ tiếng Anh được không? Tại vì tiếng Việt không biết rằng, và chúng con sẽ cố gắng chia sẻ tiếng Việt và tiếng Anh. Hay quá, hay quá, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thì trước nhất đó là khi mà cái cuộc sống của Trúc Lâm á, thì có cái sự may mắn là 1975 trước khi mất nước thì gia đình Trúc Lâm được qua Mỹ. Thì qua Mỹ thì ở bên tiểu bang Louisiana, Trúc Lâm là một trong gia đình Phật giáo, gia đình bố của Trúc Lâm là người Bắc và mẹ là người Huế, nên gia đình hai bên là người Phật giáo, và Trúc Lâm là con trai duy nhất của gia đình, nên gia đình của Trúc Lâm rất là nghiêm khắc trong các nhất là cái điều tôn giáo. Thì lúc Trúc Lâm nhỏ, do có gia đình người Mỹ, người ta tới người ta ủng hộ và giúp đỡ cho gia đình mình. Khi mà mình tới bảo lãnh gia đình của Trúc Lâm thì lúc đó người Mỹ đó hướng dẫn mình đi nhà thờ. Và Trúc Lâm lúc đó là 13 tuổi nhận tin Chúa trong một đêm bữa Sunday Night Service, một Sunday Night Service at Church, at a Baptist Church in Shreveport, Louisiana. And lúc mà Trúc Lâm nhận được Chúa thì bố mẹ của Trúc Lâm thì cũng nghĩ là con mình còn nhỏ thì cứ cho con mình theo, đâu có nghĩ là Trúc Lâm sẽ theo luôn, theo Chúa luôn.
Thì lúc 18 tuổi á, thì tại vì chúng con là con trai lớn nhất, mà thấy con trai mình đi theo đạo Chúa, thì bố của Trúc Lâm ra cái điều kiện là con phải bỏ Chúa, con phải theo đạo Phật gia đình của mình, chứ không có theo Chúa được. Tại vì con phải hướng dẫn đứa em của con và nhớ lại cái gia đình của con, cái phong tục của gia đình của con là gia đình đạo Phật. Thì lúc đó khi mà bố của Trúc Lâm ra cái điều kiện như vậy, thì cái đó là một cái thử thách đầu tiên của trong đời của Trúc Lâm. Cái thử thách mà phải nói là cái đó là cái thử thách đó là rất là nhất mà và rất là quan trọng. Thì khi mà Trúc Lâm suy nghĩ lại thì cũng Trúc Lâm trả lời với bố mẹ là xin hỏi bố mẹ, con rất là thương bố mẹ, mà con đã nhận Chúa rồi thì con sẽ đi theo Chúa, con không có làm không có theo được Phật đạo Phật được. Thì trong gia đình đạo Phật thì có cái bàn thực Phật, Trúc Lâm không chịu quỳ xuống thờ Phật. Tại vì Trúc Lâm đã theo Chúa thì cứ cầu nguyện xin Chúa để giúp con. Thì bố lúc đó thì nói với Trúc Lâm là con theo Chúa thì bố sẽ con phải đi ra ngoài sống một mình, đi riêng sống một mình. Và lúc đó từ Trúc Lâm thì 18 tuổi với Trúc Lâm phải ra ngoài sống một mình. Mà cảm ơn Chúa là Chúa lúc nào cũng đi gần với Trúc Lâm suốt đời. Và Trúc Lâm được đi vô nhận được cao học và được nhận đại học cao học và luôn. Trúc Lâm được học rất là nhiều mà học rất là cao. Và sau đây đó, cũng có cái may mắn là về đi vô chơi gặp được Hồng, vợ của Trúc Lâm. Thì vợ của Trúc Lâm là cũng người vợ gia đình đạo Phật ở đây, gia đình của vợ Hồng ở đây thì ai cũng biết, cả anh chị em ai cũng biết là gia đình Kim Sơn. Gia đình Kim Sơn, thì bà Kim Sơn là ai cũng biết. Mà ở gia đình của Hồng là cũng gia đình đạo Phật. Thì lúc đó khi mà Lâm gặp Hồng á, thì Lâm qua chơi thì Lâm chia sẻ với Hồng á, là Hồng hỏi là cái gì quan trọng nhất cho anh. Thì anh nói là cái tương lai của anh á, quan trọng nhất đó là chỉ sống vì Chúa. Tại vì không biết trong cái sự không có cuộc sống với mình đó, nhưng mà mình bị thử thách về gia đình rồi đó, là thật ra không có thử thách gì bằng. Thì khi mà Trúc Lâm chia sẻ với Hồng như vậy đó, thì Trúc Lâm nói là nếu mà anh với em sẽ có tương lai với nhau thì em phải cho anh cơ hội để chia sẻ về Chúa, và em sẽ hiểu biết cái tình cảm của Chúa cho em. Thì lúc đó thì Hồng cũng mở lòng, cảm ơn Chúa là Hồng mở lòng cho Trúc Lâm chia sẻ. It was long distance. We met, it was long distance, and we met when I was still in law school in Texas. And so I went back to law school in Texas, and we began to talk on the phone. Back then, cell phone, they didn't have unlimited talking. It was very expensive. We talked every night. I would call her, I would pray with my wife. At that time, she was my wife. I prayed with her. And I would send her tracts, and I would tell her and read my scriptures to her. And a few months later, she, one night, we got on the phone, and sure enough, she said that she had prayed the prayer in the tract and asked the Lord Jesus Christ to be her Savior. Hallelujah. So hallelujah, at that moment, our life really blossomed, our relationship really blossomed, because prior to meeting home, I met other wonderful people that were not Christians. And no matter how much my parents wanted for me to be with that person, I chose not to. Because I said that the person that will be my wife, the person that I marry, must be someone who loves the Lord. Because I want my children to know the Lord. And I know how hard it is to be raised in a family where one believes and one does not. So hallelujah, praise the Lord that home accepted the Lord. And I'm so blessed because I have three beautiful girls, and they're all saved, they've all committed their life to Christ, they've all been baptized. And there's nothing better than that. There's nothing more wonderful than to know that. Okay. Và xin trở lại tiếng Việt một chút. Mới nói tiếng Anh thì rất là dễ, tiếng Việt rất là khó. Because khi mà mình sống tiếng nhỏ đó, nên bây giờ Trúc Lâm suy nghĩ là tiếng Anh trước rồi tiếng Việt sau, nên cái gì cũng phải dịch ra, phải không? Thì bây giờ Trúc Lâm xin vô cái
trong cái cuộc sống thì Chúa ban phước chúng con rất là nhiều. Trong cái cuộc sống chúng con đã thấy là Chúa nhân tay cứu đỡ chúng con rất là nhiều chuyện. I don't know if you believe in miracles, but I am a product of many miracles. I don't have time to share all of it today, but I will share this very important miracle. Mới đây, hai tuần trước, chúng con đang chạy xe. It was 9:45, 9:45 tối. A few minutes from home, gần tới nhà ngay đường Wadsworth and Bellevue, ngay khu Littleton. Chúng con đang cross over có đèn xanh, went across the intersection and was brought hit T-bone. Bị một chiếc xe, một cái cô gái 19 tuổi chạy xe 60 miles per hour, không đặt thắng, tông vô chiếc xe của chúng con ngay bên hông T-bone. Còn em không biết là anh chị có biết không, khi mà mình bị tông T-bone đó, T-bone, and you hit right side, you hit T-bone và đánh hút và tông ngay cái cửa đó, là lúc đó là cái nguy hiểm nhất. Cái người lái hoặc là người trong xe là thường là sẽ chết. Hoặc là như vậy, tầm được. Chúng con nói chuyện với rất là nhiều người sau đây, trong hai tuần đây là người nào mà đụng xe như vậy là cũng gãy xương và chết và nằm trên bệnh viện một hai tháng. Rất là nhiều người, mà nhiều người rất là ngạc nhiên tại sao chúng con không có sao. Cái tối đó chúng con xe ambulance chở chúng con vô bệnh viện để khám, tại vì chúng con lúc đó cũng hơi đau lưng. Thì chúng con vô khám thì chụp x-ray mà trong đó không có bị gãy một cái xương nào và không có bị internal injuries. Cái đó là cái sự cứu của Chúa. Thì anh chị em nhìn cái hình đi, thì cái hình xe của chúng con đó là cái xe Audi, xe Đức đó là nó rất là nặng, rất là sắc mà nó bị cong nát như vậy. Thì anh chị biết là năm chiếc xe bị hư, 3 chiếc xe bị thua, nghĩa là chiếc xe. Mà cái điều quan trọng nhất là như vậy nè, tại vì chúng con đang chạy đèn xanh, cái cô gái đó đang vượt đèn đỏ, chúng con không có nhìn, tại vì khi mà đèn xanh á, mình thấy cái clear intersection, cái đường nó đã trống cho mình đi rồi, thì mình đang đi, mình không có nghĩ là sẽ ai đã tới. Trước khi bị tông, chúng con thấy một cái đèn sáng, thì khi mà mình thấy có đèn sáng trong cặp mắt mình á, thì mình nhắm mắt lại. Khi chúng con thấy cái đèn sáng đó, nhắm mắt lại, không biết nhắm mắt được bao lâu, trong cái đầu của chúng con thì nghĩ là có vài giây thôi. Mà khi mà chúng con mở mắt ra đó là thật ra cái thời gian nó còn nhiều hơn, nó vài phút. Thì khi mà chúng con mở ra là có nghe người đứng ở ngoài hỏi là Are you okay? Hỏi chúng con Are you okay? Chúng con trả lời là chúng con mở mắt ra thì thấy là mình đã bị đụng xe bị cái xe tông mình, mà cửa thì mình mở không được, cái airbag đã bung ra hết trơn rồi. Thì lúc đó chúng con không mở cửa xe được thì phải leo qua cái cửa xe bên passenger side, leo qua cái cửa bên kia, tại vì xe cửa mình không mở được. Thì khi mình ra đó thì là cảnh sát đã tới, paramedics đã tới, thì cái thời gian đã qua, thì người ta hỏi là Are you okay? Thì chúng con nói là I'm not sure. Thì mấy họ paramedics khám lại, make sure là có gãy xương gì, thì người ta chở đi ambulance về emergency room. Mà trong cái lúc đó, trong cái lúc mà thấy cái đèn sáng trong mắt, nhắm mắt lại đó, chúng con không có feel được cái xe đụng nhau, không có feel được và không có nghe được cái collision, không có nghe được cái collision. Khi mà mình xe tông mình thì tại sao mình không nghe được cái collision? Bam! Không nghe được và không feel được. Chúng con không nghe được, không feel được. Chỉ biết là khi mà cái đèn sáng trước mắt, nhắm mắt lại, mở mắt ra và đã xong hết trơn rồi, là năm chiếc xe đã bị đụng nhau. Cái cô này có đụng chúng con mạnh tới nỗi mà cô không có đập kháng nha, 60 miles per hour. Chúng con văng qua cái median, trúng 2 chiếc xe và văng lại. Thì thấy không, cái hình đầu tiên á, là cái xe của cái cô gái đó, xe Jeep đụng chiếc lâm. Và chiếc lâm, cái xe, cái hình nhìn cũng vậy. Mà chiếc lâm đụng tông nổi mà nhảy qua cái median, trúng 2 chiếc xe rồi nhảy lại head to head xe này. Mà chiếc lâm không có feel được, không có feel được cái collision. I did not feel the collision at all. And I did not hear the collision in that flash of light that closed my eyes. I believe by the power and the grace of the Lord Jesus Christ that I was protected in that moment. Amen. It's a miracle. It's truly a miracle. So, chúng con rất là cảm ơn là thật ra đó, chúng con nghĩ trong cuộc đời của chúng con đó, mình sống đó, là mình sống cho Chúa, mình chết để cho Chúa. Amen. Giống như là Apostle Paul said, to live is for Christ and to die is gain.
nếu mà chúng con đã đi tối đó thì thật ra chúng con đã về với Chúa rồi là mình rất là hạnh phúc. Mình chỉ tội con của mình và gia đình của mình. Thì chúng con rất là cảm ơn Chúa và Chúa cho chúng con thêm thời gian với gia đình và vợ và con, và thêm thời gian để khen ngợi và tôn vinh Chúa. Xin sai xin ý thì chúng con đã theo Chúa, chúng con cầu nguyện cho bố mẹ every day. Every day. Nói với cha, nói sắp tới bố mẹ và bố mẹ của chúng con chưa nhận Chúa được, mà chúng con sẽ tiếp tục cầu nguyện, tại vì I believe not in my power but the power of God and His holiness and His divine will for their life. And so chúng con cứ cầu nguyện lên, vì cái ước mơ của chúng con là một ngày sau này bố mẹ của chúng con sẽ nhận tin Chúa và theo Chúa để như là có cái ngày vui đó. Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin nhận đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. Giăng đoạn 3:16. Dạ, xin cảm ơn quý bà cho em, xin mời quý vị an toàn. Dạ. Chúng ta đã nghe những lời giảng chứng, chúng ta đã nghe những bài hát thật là đi vào lòng của chúng ta, với không thưa quý bà cho em. Cảm tạ Chúa, hôm nay rất là vui anh Sử đến lần đầu tiên. Hồi xưa anh Sử có qua trong nhà thờ kia, nhưng mà nhà thờ này là lần đầu tiên với con anh Sử. Thì già rất là vui được anh Sử đến để mà nghe lời Chúa. Cho nên nguyện xin Chúa ban phước cho anh Sử, để trong giây phút này anh cũng cảm nhận được tình yêu của Chúa giống như chúng ta nói, để mà mình cầu xin Chúa gửi vào lòng của mình, thích nhận ơn sủng của Chúa. Thưa quý ông bà chị em, yêu và được yêu là một cái nguồn hạnh phúc vô biên sung sướng của một đời người. Vì cái nền tảng của một đời sống chúng ta chính là chúng ta yêu và được yêu. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái nhu cầu của con người. Nhưng mà tại sao tình yêu của con người chúng ta cho đến ngày hôm nay mình thấy rằng nó không được có những điều như chúng ta suy nghĩ phải không? Ban đầu thì nó đẹp lắm, nhưng mà dần dà nó thì nó không giữ được cái tính chất trọn vẹn của hạnh phúc, của tình yêu. Có một người thanh niên kia, anh tên là Warren, một người Nhật. Anh học thì rất là giỏi, không phải là không. Và gia đình thì muốn đưa anh vào trong cái trường đại học ở Tokyo, là một cái trường nổi tiếng ở tại nước Nhật. Nhưng mà không biết rủi ro thế nào thì khi mà thi vào trong cái trường Tokyo này đó, thì anh lại bị fail, bị rớt. Và anh rớt thì anh buồn lắm, cho nên anh đã tìm đến một cái suối nước nóng gọi là Haken, tức là một cái khu giải trí Haken để mà anh giải khuây. Thì khi mà anh bước về nhà đó, thì cha của anh giận dữ, nói rằng mày không biết nhục sao, mày đã thi rớt rồi mà lại đi chơi phải đến cái chỗ mà theo con đó là cái chỗ rất là bê bối, là sao mày như vậy. Thì anh mới trả lời rằng thưa cha, cha có lần nói với con rằng khi buồn thì cha đến Haken mà. Người cha không biết trả lời là sao, mà trong cái cơn giận dữ thì ông đã đánh đập cậu một cách tàn nhẫn. Và tối hôm đó anh chàng thanh niên này đã tháo ống ga dẫn vào trong cái lò sưởi, và anh hít tất cả những cái hơi ga đó vào, và cuối cùng anh đã báo trước cho rằng anh tự vật bởi vì anh khủng hoảng tinh thần. Nhưng mà cái nguyên nhân chính đó không phải vấn đề đó, nhưng mà bởi vì tôi nghĩ rằng anh ta khám phá ra rằng cái tình yêu của cha đó đối với mình đó là một cái tình yêu nó có cái điều kiện. Ông chỉ yêu anh ta khi nào anh ta đạt được cái điều kiện mà cha mình đưa ra là con phải thi đậu vào những cái trường Tokyo. Chàng thanh niên này tự sát, tại vì phát hiện rằng người cha đó yêu thương mình vì ông mong muốn mình phải được vào trong trường Tokyo. Thì thưa quý ông bà anh chị em, đó là một cái tình yêu có điều kiện. Nhưng mà có một cái tình yêu nữa đó, chúng ta thấy tại đây đó, mà chúng ta thấy nhan nhản xảy ra hầu như ngày hôm nay rất là nhiều, đó là cái tình yêu nếu. Như vậy là cái tình yêu mà người cha dành những người con này, nó có một cái điều kiện. Và điều kiện đó là gì? Là nếu con thi đậu thì cha mới yêu con. Ngày hôm nay hầu như nó thành một cái định luật của con người, thưa quý ông bà chị em. Nếu con giỏi
cha sẽ yêu con. Nếu anh thành công và đạt được địa vị quan trọng trong xã hội, tôi sẽ yêu anh. Nếu anh giàu có, tôi sẽ cưới anh. Nếu có thỏa mãn những điều kiện của tôi sẽ cưới con. Nếu anh có thể trở thành người chồng lý tưởng, thì tôi sẽ là người vợ trung thành của anh. Vân vân và vân vân. Đây là một loại tình yêu thông thường nhất, và có lẽ có người không biết tình yêu nào khác ngoài cái loại tình yêu này. Đây là một cái tình yêu có một cái sự ràng buộc, có một cái điều kiện, có một cái sự đổi giá. Động lực thúc đẩy cái tình yêu này là do cái sự ích kỷ. Loại tình yêu này xảy ra ngày hôm nay rất là nhiều. Nếu em thỏa mãn những đòi hỏi của anh sẽ yêu em. Rất nhiều người hôm nay, đặc biệt là giới trẻ, lợi dụng về cái vấn đề tự do tình dục, đã chiếm hữu cái người đó để rồi thỏa mãn theo cái nhu cầu tình dục mà thôi. Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ chỉ vì xây trên tình yêu. Nếu cô dâu và chú rể không yêu nhau bằng một cái tình yêu chân thật, đặt căn bản trên nhân cách của con người, nhưng yêu nhau qua những hình ảnh rực rỡ, mộng mơ và lãng mạn bên ngoài, tình yêu ấy liền biến thành, nếu không có được đẹp đẽ thì sẽ biến thành một sự thù ghét. Điều quý đáp là có thể không phải là tại do họ, nhưng mà vì họ chưa biết được một cái tình yêu nào khác hơn là tình yêu nếu. Tất cả chỉ thành một cái ảo ảnh của tình yêu mà thôi. Thưa quý vị và anh chị em, đôi khi ngay cả cái tình yêu cha mẹ đối với con cái, cái loại tình yêu cao quý nhất phải không, cũng không vượt lên trên cái tình yêu nếu này. Tất cả chúng ta đều mơ ước rằng có một tình yêu cao cả hơn cái loại tình yêu nếu. Khi chúng ta có một cái loại tình yêu chân thật và biết mình có thể tìm được tình yêu đó, thì cái đời sống chúng ta nó sẽ đổi khác phải không? Thế thì hủy hoại đời sống giống như cái chàng thanh niên kia, thì bạn sẽ vui sống, tìm được cái ý nghĩa, giá trị của cuộc đời. Đó là cái tình yêu nếu. Một cái tình yêu nữa đó, ngày hôm nay đó chúng ta cũng gặp phải rất nhiều đó, là tình yêu vì. Rồi tình yêu thứ hai này đó có thể gọi là vì. Vì trong cái tình yêu vì đó, cái đối tượng được yêu đó, vì một cái lý do nào đó. Người yêu, người được yêu phải có một cái giá trị hay những cái điều kiện phù hợp với cái tiêu chuẩn của người bạn tình yêu của mình. Anh yêu em vì em đẹp quá, em dỗ dàng quá. Em yêu anh vì anh thật tử tế với em. Em yêu anh vì anh đặc biệt hơn người khác, anh nổi tiếng, anh có danh giá. Em yêu anh vì anh có thể bảo đảm đời sống của em. Em yêu anh vì anh có chiếc xe sang trọng, anh có thể đưa em đến những nơi rất là thơ mộng để em đi chơi. Có lẽ chúng ta cười khi chúng ta nghe những cái câu nói như thế rồi. Nhưng mà chính chúng ta cũng vậy. Nhiều khi tình yêu một người vì thấy người yêu phải có một cái đặc điểm đáng yêu, hay vì cái người ấy đó đã chiếm được tình yêu của chúng ta bằng cách nào đó đó, qua cái tiêu chuẩn là nếu hay là vì tôi được bạn chứ. Có một người thiếu nữ kia, người Hàn Quốc, thì cô ta làm việc trong một cái hãng dệt ở. Vì cái lý do tai nạn cái đồi, lúc cái đồi mà nước sâu nó đã nổ tung và nó tạt vào trong mặt mày, trên ngực và trên tay của cô, thì cô trở thành một người xấu kinh khủng. Từ một người rất là đẹp, nhưng mà sau khi bị phỏng như vậy đó, thì cô xấu đến nỗi mà cái mặt của cô lúc nào cô cũng che lại, dán những cái băng cho nó, và cô không muốn tìm gặp bất cứ một người nào vào thăm cô ngoại trừ người bác sĩ mà thôi. Và cái người thanh niên mà hứa hôn với cô đó sau đó cũng từ hôn luôn. Suốt mấy tháng trời nằm trong bệnh viện này đó, cô nghĩ đến ngày chết đó, cô không có một người để đến thăm cô. Và thật vậy, cho đến khi mà cô qua đời đó, không có ai vào thăm cô, bởi vì cô cũng không muốn và có nhiều người cũng không muốn được. Tình yêu một mọi người dành cho cô đã sớm trở thành một cái điều gì đó nó phủ phàng, bởi vì chỉ vì cái sắc đẹp của cô đó mà thôi. Khi sắc đẹp không còn thì tình yêu cũng vỗ cánh ra đi. Như vậy tình yêu nếu và tình yêu vì là tình yêu mà chúng ta thấy ngày hôm nay rất là nhiều, thưa quý ông bà anh chị. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa thì có một cái tình yêu đặc biệt, đó là tình yêu mặc dầu. Đây là một cái tình yêu mà thật sự chúng ta cần đến, thưa quý ông bà chứ. Thật sự chúng ta, những người ngồi đây, đặc biệt là những bạn thân hữu,
cần cái tình yêu này, bởi vì cái tình yêu này đó nó không có vì, không có nếu, không có một cái điều kiện gì cả. Dù cho tôi có tội lỗi cách mấy, dù cho tôi có xấu xa cách mấy, dù cho tôi có những cái điều rất là bất toàn, dù cho tôi không có tài năng, dù cho tôi yếu kém về nhiều mặt, dù tôi có thể thậm chí tôi ngu dốt, hay là tôi là một con người xấu xa, hay là cả về bên trong lẫn bên ngoài tôi cũng không có đẹp gì, bên trong tôi cũng rất là xấu xa, rất là nhiều cái điều gọi là kinh khủng trong cuộc đời của tôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài vẫn yêu chúng ta. Amen. Ngài yêu chúng ta không có một điều kiện gì. Và khi chúng ta đến với Ngài, Ngài sẵn sàng mở rộng vòng tay để ôm chúng ta vào. Con ơi, con yêu dấu, con đã trở về với cha. Cha yêu con lắm, cha sẵn sàng tha thứ tất cả những cái lỗi lầm của con. Cho nên thưa quý ông bà chị em, tình yêu mặc dầu chỉ có đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã chịu chết cái thập tự giá vì cớ tội lỗi tôi và quý ông bà chị em. Và Ngài phán rằng với Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hai ai tin con đó, tức là tin Chúa Giê-xu đó, không bị chết mất nhưng nhận được sự sống đời đời. Amen. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi thiết tha kêu gọi những bạn nào đến đây để chưa biết về tình yêu của Chúa, thì Chúa luôn luôn Ngài sẵn sàng đợi chờ người đó đến. Chúng ta chỉ nói với Chúa đơn sơ là: Chúa ơi, con là người có tội nhưng con tin có Chúa trên trời cao, xin Chúa hãy ngự vào lòng của con, ban cho con phước hạnh sự bình an, thì Chúa sẽ nhập vào lòng của con cái tích thời điểm. Bởi vì thưa quý ông bà chị em ơi, chúng ta không biết ngày mai ra sao, phải không? Có ai dám nói là mình có thể sống thêm 5 tháng, 6 tháng hay là 5 năm, 10 năm nữa không? Một cách for sure là mình sống như vậy không? No, không có ai nghĩ như vậy cả, phải không? Trong tuần qua, có người qua đời vì ung thư gan thời kỳ thứ 3. Trong tuần tới là nhà thờ mình phải làm cái lễ. Và trước đó thì cũng có một người bạn bên Cali cũng qua đời, rất là trẻ, đùng một cái, chỉ đánh tennis chơi. Mà sau khi đánh tennis rồi đó thì cảm thấy mệt quá, nằm xuống nghỉ thì bạn bè thấy cái mặt tái xanh rồi thở dứt hơi rồi kêu ông ấy lên tới và đi chở vào nhà thương, thì 3 ngày sau ta qua đời bởi vì bị tim, bị kẹt tim. Cho nên tôi biết bạn cho em, đây là cơ hội. Ngày hôm nay Chúa đang mong tình quý vị đến với Ngài. Cho nên hãy đến với Chúa bằng lòng đến với Ngài, nhận tình yêu của Chúa. Cho nên tôi rất là vui vì có thành tựu đến đây và có anh Sử và rất là người bạn rất là thân thiết đã lâu năm. Anh Sử có thể mở lòng để tiếp nhận Chúa không? Tôi sẽ còn bị tranh để tình yêu của Chúa lừa vào trong cuộc đời đó. Anh sẽ nhận được những phước hạnh giống như chú Lâm đã chia sẻ, cũng như tất cả mọi người chúng ta hiện nay trên 6 tỷ người trên thế giới này là những người mở lòng để tiếp nhận Chúa. Và đất nước Hoa Kỳ này có một câu là "In God We Trust", trong ngay đồng tiền của mình đó, tức là chúng tôi tin vào cái thượng đế đó, đem một cơ hội rất là tốt để anh có thể bằng lòng đó. Chúa ơi, con cũng nhận muốn nhận tình yêu, thì chúc năm sẽ dẫn anh Sử lên đây để nó còn. Hallelujah, chúng ta cảm tạ Chúa vì anh Sử là một người mà rất là, tôi cũng còn người cha nhiều, anh rất là hiền lành. Anh là một người cũng một cái lòng tốt, giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam chẳng những tại đây, nhưng mà hầu như tất cả những cái chương trình gì mà nói chung về thiện nguyện giúp cho người cộng đồng Việt Nam mình thì anh Sử là một người luôn luôn đi đầu. Và tôi rất là cảm ơn vì ngày hôm nay anh đã đến đây để mà tiếp nhận. Còn bạn nào nữa không? Bạn Quốc, bạn còn nữa, bạn Quốc cũng đã cầu nguyện rồi, bạn muốn lên đây không? Dạ, cầu nguyện cao, dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, mời Sử, dạ. Trước hết thì Sử Ngọc Linh xin được cảm ơn mục sư Hân. Mặc dù biết mục sư cũng đã hơn 30 năm rồi, có thể là 35, 37 năm trước ở đây, nhưng mà cái điều kiện mỗi người có một công việc, cho nên là Sử Ngọc Linh lúc nào cũng giống như là theo dõi và biết được rất nhiều việc làm của mục sư đến với đồng bào ở đây, và đặc biệt là những vừa rồi là những anh chị em con trai mới tới, thì lúc nào cũng được tiếp theo lời mục sư Hân hết. Và khi Sử Ngọc Linh gặp những cái người mà biết mục sư Hân thì tự nhiên cái lòng của Sử Ngọc Linh cũng cảm thấy
những lời đó là những lời anh em của mình đã không biết tại sao, không hiểu tại sao. Thì đặc biệt ngày hôm nay trong sự chia sẻ của Hoàng Nam, Thi Nhan, đặc biệt tối hôm qua anh Minh tham dự cái buổi tiệc cưới từ đầu tới cuối, nhưng mà anh hát một bài, anh Minh nghe khoảng một hoặc ba bài thôi. Tại vì lúc đó thật sự anh Minh cũng giúp cho bên nhà trai nhà gái để mà tiếp tân những người bạn mới vô mà không có chỗ ngồi. Thì cái đó là chắc chị anh chị cũng biết được cái điều đó phải không? Ca sĩ Duy Linh vô cũng có chỗ ngồi, thì chị hỏi bên nhà gái còn có chỗ của Duy Linh không, mình sẵn sàng. Tại vì sao thưa quý vị, khi một người mới đến rất là hụt hẫng, và mình đến trước mà mình biết được thì mình chỉ có một cái gì đâu, mình nói giọng một cái thôi, cái đó là một cái hạnh phúc của mình và hạnh phúc của người khác. Hôm nay Hoàng Nam, Thi Na cũng như Trúc Lâm đã chia sẻ cũng như hát những bài rất là hay. Có thể nói với mục sư một cái điều là sự của mình hôm nay nghe và không sót một chữ nào hết. Lần đầu tiên cảm ơn chúng ta. Thì trong cái chia sẻ đó thì có thể nói là ngày hôm nay biết là mục sư rất là hạnh phúc và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tại vì Nam, Thi Na cũng như anh Lâm đã nói hết cho mục sư này mà nói rất là nhiều, và có thể là sự của mình cảm nhận cũng rất là nhiều. Một sư có biết cái ngày một sư sự của mình đi mổ cái lần tai biến mạch máu mãn rồi, thì Trúc Lâm là một người nam cộng trẻ ở trong bệnh viện cho tới 2 giờ sáng mới trở về. Anh nhìn em chị, anh nhìn không có sao hết, em biết điều đó, Chúa là cho anh biết cái đó 100% là anh sẽ thoát được. Hallelujah. Xin cảm ơn mục sư và cảm ơn tất cả quý vị, anh chị em và thì giờ hôm nay bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho anh sư ha, và chúng ta nhắm mắt lắng nghe lời của Chúa, cầu nguyện xuống đi để cho anh mục sư và sư quý vị chúng ta đạt. Tôi nói một câu ngắn thôi, nhắc theo thân. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Ngài vì Chúa đã đến với lòng con, vì Chúa đã đến với lòng con. Lạy xin Chúa cho con được sự bình an của Ngài, cho con được sự bình an của đời sống của con. Biết rằng đời sống của con biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa tạo dựng nên muôn vật này, tạo dựng nên muôn vật này, không áo bó con trong đó có con. Ngày hôm nay xin Chúa tha thứ, xin Chúa tha thứ lỗi lầm nhiều của con, những lỗi lầm nhiều từ trong quá khứ, từ trong quá khứ cho đến ngày hôm nay, đến ngày hôm nay. Xin Chúa cho con được ở trong sự hiện diện của Chúa, xin Chúa cho con được sự ở trong sự hiện diện của Chúa, cho con biết rằng Chúa là đấng đã cho con được niềm tin của Ngài, cho con biết rằng đấng Chúa là đấng niềm tin để con tiếp tục nhờ cậy Chúa, để chúng con tiếp tục nhờ cậy bước đi trong tình yêu của Ngài, bước đi trong tình yêu của Ngài. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã nhận con, vì Ngài đã nhận con làm con yêu dấu của Ngài, con yêu dấu của Ngài. Con thành kính cầu nguyện, con thành kính cầu nguyện nhân dân nhân dân Chúa Giêsu Christ, Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Chúng ta sẽ được chào ra. Bây giờ là các thầy chú ở đây ha. Bây giờ xin mời một số Nguyễn Bằng Tân đến cầu nguyện cho hành sự. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa cho hôm nay chúng con được đến để thờ phượng Ngài. Chúng con nghe những bài hát, những lời làm chứng, những lời chia sẻ lời của Ngài để dẫn dắt mỗi chúng con đến gần với Chúa hơn. Cảm ơn Chúa ngày hôm nay anh Sử Ngọc Minh được đến với Chúa, mình xuống trước mặt Ngài, được dâng đời sống của mình trong bàn tay dẫn dắt của Chúa. Và kể từ ngày hôm nay, chúng con tin chắc rằng Chúa luôn luôn ở cùng anh, gia đình anh, để hướng dẫn tất cả mọi người hướng về Chúa và bước đi trong đường lối của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Cầu xin Chúa tiếp tục ở cùng tất cả mọi chúng con ngày hôm nay. Mỗi chúng con đến để tìm kiếm Chúa, thờ phượng Ngài, hầu việc Chúa. Mong rằng Chúa luôn luôn chúc phước, ban ơn trên tất cả mọi đời sống chúng con và gia đình, và nhất là hội thánh sống mới của Chúa tại nơi đây.
cầu xin Ngài ở cùng ban phước cho mục sư Trần Đình Thân luôn luôn được ơn của Ngài để dẫn dắt dân sự của Chúa cũng như đồng bào đến gần với Chúa và sợ lại làm con cái của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con dâng anh sự ngọc minh như tất cả mỗi chúng con trong bàn tay yêu thương của Ngài và chúng con hết lòng cầu nguyện. Dâng danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi biết ông sự ngọc minh này lâu rồi. Tôi cộng đồng người Việt chúng ta biết ông sự ngọc minh này cũng lâu rồi. Tôi đã chụp hình trong điện thoại của tôi rồi. Hôm nay là một chấn động của cộng đồng đen thôi. Alleluia. Công giáo Tin Lành Phật giáo chỗ nào cũng có ông á. Không có ai mà không biết ông. Mà bây giờ tôi xin nói một vài câu tiền vệ. Tôi là vệ ông đi cùng trì. Gia đình ông là vệ đi cùng trì. Mà cái vệ đi cùng trì là họ tiến vô lắm. Một hôm nay ông tiến vô là một sự một phép lạ. Alleluia. Anh Lâm là anh đã làm chuyện rồi. Tôi người Huế, người Phật giáo, người thời cũng ô mẹ mà tôi tin vô được thì anh sự mình tin vô được. Ngồi trong anh mẹ hiện giờ anh này đến với Chúa cho đến khi gặp mặt mà anh trải qua một biển cổ đùng xe, anh này trải qua một biển cổ tai biển mà nào cả cộng đồng nào ai cũng biết sự một mình bị đình cả. Chúa cứu ông từ hôm nay giáo tôi là Chúa. Tôi có nhiều phép lạ của dung Chúa có lắm. Vinh viện lâu dài. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cái lời Chúa là Cha tài ái, là Cha yêu thương chúng con. Là nói chứ mà toàn là tôn thờ. Chúng con vui mừng cảm tạ tôn thờ Chúa. Vì bây giờ vừa qua, chúng con được ở trong ngôi đền thánh của Chúa để thờ cùng Chúa, cùng hát tôn thờ danh thánh của Chúa, được nghe lời đọc kinh, để được nghe lời của Chúa hoài tới. Ngon nha.